Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Marvel Triforce. Đây là tựa game gộp tất cả các siêu anh hùng của Marvel vào trong tựa game này. Rất là hay và thú vị các bạn nha. Let's go. Ok, đang đợi load game. Rồi. Captain America. Let's go. Anh chàng này bao sao? Mình sẽ cho thay anh chàng này đi. Ok. Let's go. Bắn rất sâu luôn. Okay, let's go. Boom. Wow. Okay, let's go. Thắng rồi. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Super Bra. Get ready to brawl.
1.667, ok. Giờ mình sẽ mở đây ra. Let's go. KO. We have a winner. Ok. Cho anh chàng trước này. Rồi, let's go. Wow. Fresh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Brown Arakache Lego Lego Brown. Let's go. Ok, mình sẽ chọn Linzago xem có anh chàng là cùng chung ý tưởng hay không. Anh chàng cầm kiếm này đi. Kiếm này đẹp hơn. Linzago. Mataru. Và em Gamado. Mình sẽ lên chiếm hữu anh robot này. Không được rồi. Sợ anh ta chiếm hữu trước thì chết. Bị chiếm hữu rồi. Wow, đi luôn. Bây giờ phải ăn những cái khác và chiếm hữu này nó. Oh my god. Rồi, nhập vào rồi. Let's go.
Đến bây giờ thì không ai là đối thủ của mình luôn. Chiến hết. Let's go. Story. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Marvel Champion. Champion. Let's go. Mình sẽ chọn anh chàng này. Let's go. Ok, gặp anh chàng người khổng lồ xanh, mình ta rất là khỏe. Rất trâu máu luôn. Wow.
Ok, thắng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, DC Legend. Đây là những siêu anh hùng của hãng DC. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go, Lego Star Wars. The complete Sega.
Ok, các bạn phải dùng chém hết những cái mảnh này. Quân lại ra tiếp rồi. Wow, ok. Đó, sau đó các bạn kiếm đủ luôn cái Lego. Khi đủ thanh Lego màu vàng, các bạn sẽ hoàn thành được Chapter 1. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego City. Trong Lego City này có rất là nhiều cái chơi hay. Các bạn có thể đào về chơi, một là đi đổ bắt, hai là các bạn đi bằng thuyền. Các bạn phải làm cho thành phố các bạn xanh sạch nhỉ. Ok, anh này đã bị bắt rồi. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lời của Marvel. Let's go. Mình sẽ sang tiếp theo. Lego Batman. It's Batman. As in, I'm Batman. Let's go. Giữ bot thành công rồi. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Lần này thì mình sẽ chọn siêu nhân này đi. Superman.
Rồi ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Helix Rush, Friend Rush. Let's go. Rất là nhiều vàng. Không biết có nên mua cái gì không? 3.500. Cao nhất có 3.500 thôi. Mua trang này đi, có làng này đi. Let's go. Unlocks. Oh my gosh. Double up. Hey. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Lego Studio. Chọn quần đen này. Let's go. Yeah, booyah. Đi thôi. Yeah, booyah. Yeah, booyah. Yeah, booyah. Yeah, booyah. Yeah, booyah. Yeah, booyah. Yeah. Chậm xa. Ok, mình sẽ ghép những mảnh ghép Lego này vào. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.